Lần thứ 26 của Xuân Trường bằng một chiến thắng của Thanh Hoá, em cảm thấy thế nào? Thứ 3 điểm là em thấy vui rồi. Một món quà, không có muốn vào ý nghĩa món quà này. Em rất là tiếc khi các fan không để vào cổ vũ cho em, thì em có gửi lời đến fan gì không? Em cũng rất mong muốn là cổ động viên ngoài ai cũng được niềm vui của chúng em. Thì em hy vọng là trong trận đấu tới khán giả sẽ sớm được quay trở lại sân. Ok, xin chào mọi người, hôm nay bạn rất là vui. Ai cũng bị ép quá rồi. Thương em lắm nhưng mà không được. Ôi, áo nho. Thông cảm. Ok, lên. Rồi.